Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong thế kỷ 21, cùng với những ứng dụng mới nhất của công nghệ ứng dụng vào trong giáo dục, việc này đã làm thay đổi phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời với việc hàng loạt các trường tư thục hay các trường quốc tế áp dụng chương trình giảng dạy của nước ngoài vào Việt Nam, quan niệm về một nền giáo dục hiện đại của người Việt cũng bắt đầu thay đổi. Vậy trong nền giáo dục hiện đại này thì thành tích liệu có phải là thước đo cho thành công cuối cùng của mỗi một học sinh hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây tại Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy để hiểu rõ hơn về quan điểm về sự thành công trong nền giáo dục hiện đại ngày nay đã thay đổi ra sao. Mô hình giáo dục hiện đại, tương tác, thảo luận, học sinh chủ động, ứng dụng công nghệ hiện đại. Song có lẽ tất cả những yếu tố đó vẫn chưa đủ để làm nên bản chất của một nền giáo dục hiện đại thực sự nếu như thiếu đi quan điểm học tập hiện đại. Thành công chỉ bằng thành tích liệu có đủ? Vậy đâu là yếu tố cốt lõi để làm nên một thành công thực sự của mỗi học sinh trong nền giáo dục thế kỷ 21? Qua những môn học ở bộ giáo dục thì ngoài ra thì em còn được tăng cường tiếng Anh qua những giờ học của SL và được rèn luyện cái sức khỏe của mình qua những câu lạc bộ như là bóng rổ, bóng đá hoặc và những giờ bơi. Thêm thì mấy môn ngoại khóa trường này em rất là thích, nhưng mà môn em thích nhất đó chính là môn võ. Vì thứ nhất là giáo viên chị võ rất là thoải mái, dễ thương, hay cho em nhiều cái vui đùa trong lúc tập. Thứ hai là môn võ có thể giúp em có một cơ thể đầy đặn, khỏe khoắn và thể lực của em thì được nâng cao nhiều hơn, sức khỏe thì tốt hơn. Trong những môn học, trường có rất nhiều môn ngoại khóa, trong đó em thích nhất là môn guitar, vì môn guitar có thể giúp em giải tỏa được những sự căng thẳng và nó giúp em được thoải mái, thư giãn. Và trong những khi đi chơi với bạn bè thì nó có thể giúp mình kết nối với nhau và có thể hòa đồng được với nhau. Ai cũng mong muốn con mình sau này sẽ thành luật sư hay bác sĩ hay là một cảnh sát giỏi hay là một cái gì đó vân vân trong xã hội để có một một nền tảng. Nhưng mà thực sự thì với cái xã hội hiện đại và cái riêng của quan điểm của mình đi, mình thấy rằng là nên để cho con học một cái môi trường mà con sẽ tự khai thác và khám phá một con đường đi riêng và một ước mơ riêng, sau đó thì con mới có thể định hướng được những cái tương lai mà con thấy rằng là mình tìm thấy ở những cái môi trường như là mình chung quanh của mình. Chị không có một cái áp lực gì cho bé là phải học, phải giỏi, phải đạt điểm tối đa. Mình chỉ mong là sao là bé nó tiếp thu một cách thoải mái và nó cảm thấy là nó hứng khởi. Mình cũng muốn là cho bé phát triển theo cái tư duy và những cái thế mạnh của bé, để là bé sống có kỹ năng sống và sống độc lập. Đối với tôi thì thành công của con cái nó không phụ thuộc vào thành tích hay là điểm số, bởi vì là bé còn nhỏ, nhất là khối tiểu học và trung học cơ sở ấy, thì cái kỹ năng, những kỹ năng và phẩm chất là yếu tố hàng đầu đặt lên mà gia đình tôi luôn mong muốn con mình có những cái kỹ năng phẩm chất để mà ứng xử với các bạn rồi trong cuộc sống với xã hội trước tiên. Với những quan niệm mới trong giáo dục cùng với sự hỗ trợ vững chắc từ công nghệ, liệu thành tích có còn phải là thứ cuối cùng mà chúng ta muốn trong thành công của mỗi học sinh? Do believe that it gives you a good mark. Someone with a higher score will generally do better in life. Not saying that someone with a lower score will not do well. It's just more dedication and time that it takes to get a good grade shows when taking a test. Theo tôi nghĩ thì thành tích và điểm số cũng chính là một trong những yếu tố để dẫn đến thành công. Theo quan điểm của tôi thì thành công bao gồm có hai yếu tố. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là kỹ năng. Theo tôi nghĩ thì kỹ năng ở hiện nay thì ta sẽ gồm những kỹ năng như sau. Thứ nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp,
và kỹ năng xã hội. Và một yếu tố không cực kỳ quan trọng đó là về kỹ năng ngoại ngữ. Hiện nay thì đúng theo cái xu hướng hội nhập, Việt Nam cũng trên đường con đường hội nhập và toàn cầu hóa, thì tôi nghĩ ngoại ngữ là một vấn đề, cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định cho yếu tố thành công. Theo em thì cái mô hình trò tìm thầy giúp ta có cảm giác mới lạ hơn, vì từ nhỏ thì ta chỉ ngồi trong lớp và chờ đợi thầy cô tới để giảng bài. Thì thứ nhất cái mô hình này giúp ta có cảm giác chủ động hơn trong việc học tập lẫn trong việc học tập. Và thứ hai thì đối với các bạn nữ thì rất là thích, vì nó giúp ta giảm được rất là giảm chúng ta giảm cân, vì chạy rất giúp ta tốn rất nhiều calo. Thêm thì cái mô hình học chủ động cho đi đến thầy có cho em được cái cảm giác tự do, với lại chủ động, không có bị áp đặt như việc là mình học phải học truyền thống, mình phải ở trong một lớp học suốt ngày. Và ở trong một lớp học mà có nhiều lứa tuổi như vậy thì cho em cái cảm có một cái suy nghĩ khác hơn về mọi thứ xung quanh. Những suy nghĩ ở nhiều lứa tuổi khác nhau thì cho em nhiều cái kinh nghiệm hơn, những cái khách quan hơn trong cuộc sống. Với mô hình học trò tìm thầy của trường thì nó có thể giúp mình tự chủ cũng được trong học tập hơn. Và thứ hai là có thể giúp mình kiểm soát được thời gian tốt hơn. Và thứ ba là giúp năng động hơn. Và trong thế giới hội nhập toàn cầu như hiện nay, cơ hội học tập và sự thành công của mỗi người không còn bó hẹp trong thành tích, mà đó còn là thành công về tư duy, thành công trong việc thay đổi cách nhìn của mỗi học sinh về thế giới bên ngoài, có óc phê phán với bất kỳ sự việc nào. Thành công trong thế kỷ 21 chính là khi các em bước ra ngoài xã hội với đầy đủ các kỹ năng sống, độc lập và có thể tự do phát triển, được làm những điều mình muốn, khiến cho mình hạnh phúc. Đó là thành công sau cùng mà mỗi người luôn tìm kiếm trong cuộc đời. Và nhiệm vụ của nền giáo dục hiện đại chính là làm sao để có thể chỉ dẫn, hướng học sinh đi theo con đường đúng đắn để đến với thành công của chính mình. Theo em, thành tích không phải là tất cả để định nghĩa được thành công của mình. Em thì muốn được trải nghiệm được một môi trường học tập một cách năng động và sáng tạo, nơi mà em có thể tiếp thu được những kỹ năng sống cần thiết cho mình. Letters, newspaper articles.